Xin chào cả nhà. Hôm nay mình và nghe bạn qua khu Vinhome Ocean Park chơi, giới thiệu mọi người khu đô thị này cũng như cập nhật xem tiến độ xây dựng này đến đâu. Khu này hiện tại thì nó đang là khu mà rộng nhất của Vinhome đang được xây dựng. Khu này ở Gia Lâm, Hà Nội. Diện tích của khu này là khoảng 420 ha, kém Hồ Tây khoảng độ 80 ha thôi. Thì Hồ Tây là 500 ha thì khu này là 420. Nó 420 thì nó rộng hơn khoảng độ 20% so với công viên Central Park ở thành phố New York ở Mỹ. Vốn đầu tư khu này rất lớn, nếu tính theo tỷ giá hiện nay là 23.000 Việt Nam đồng trên một đô thì nó khoảng độ 3,8 tỷ đô, trên dưới 3,5 tỷ. Một số tiền đầu tư rất là khủng. Nó được khởi công vào năm 2018, hiện nay là khoảng hơn 2 năm. Khu này nó sẽ có các phân khu chính, mình sẽ xem một lượt qua flycam nhé. Quay flycam từ độ cao 500m rồi, hạ xuống để xem một toàn cảnh khu này từ trên cao xuống dưới. Thì nó có các thành phần chính như sau. Một là Đại học Vinh University, là như mình đang đứng ở đây, là trường đại học tư nhân lớn nhất Việt Nam. Đầu tư đến là 6.500 tỷ, trong đó là 3.500 tỷ là dành cho việc xây dựng hạ tầng. Tòa nhà kiến trúc rất là đẹp và có theo kiểu đại học tổng hợp Moscow thì phải. Có một cái tháp cao trên đỉnh tòa nhà này. Tháp này độ cao 108m. Ok, đấy là 3.500 tỷ dành cho việc xây dựng hạ tầng này, và 3.000 tỷ còn lại dành cho vận hành này, học bổng này đấy. Và trường này là trường liên kết với hai trường đại học rất nổi tiếng của Mỹ, hai trường top đầu của Mỹ. Thì mục tiêu ban đầu của Vinuni đã là trở thành top một trong 50 trường đại học tư nhân hàng đầu thế giới. Rất tham vọng luôn, Vin họ làm cái gì cũng cực kỳ tham vọng, luôn luôn là tầm quốc tế. Ok, đấy là Vinuni này, đại học Vin University trong khuôn viên của khu này này. Khu này ngoài ra sẽ có một trung tâm thương mại Vincom Mekamo bằng khoảng độ 1/4 của Vincom Royal City. Vincom Royal City là khoảng hơn 230.000 mét vuông. Ở Hà Nội thì Vinhome đang triển khai hai dự án kiểu dạng đại đô thị như thế này, và đó là dự án ở đây Ocean Park và Gia Lâm, và dự án nữa là dự án Smart City ở phía Đại Mỗ Tây Mỗ, phía Tây Hà Nội. Khu Đại Mỗ Tây Mỗ thì nó diện tích nhỏ hơn, khoảng độ 280 ha thôi, nằm ở khu trung tâm hơn, khu này hơi xa trung tâm. Điểm nhấn rất quan trọng của cái khu này là hai cái hồ, một hồ 24,5 ha, đấy là hồ nước ngọt, cạnh đó thì có một cái hồ nữa là hồ 6,1 ha là hồ nước mặn, họ lấy trực tiếp nước từ biển về. Và đặc biệt là cái hồ đấy ấy, họ bờ hồ ấy, họ mang cát chắn từ Nha Trang về đây sàng lọc để làm cái thành cái bờ hồ như kiểu bãi biển ấy, trồng dừa nữa. Bây giờ mọi người sẽ nhìn khu này từ trên flycam để thấy nó hoành tráng như nào nhé. Mình sẽ về ô tô rồi lấy flycam. Hello, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đón xem video đầu tiên quay bằng flycam của mình. Video này sẽ giới thiệu về khu đô thị Vinhome Ocean Park của Vin tại Gia Lâm. Nhưng mà trước hết chúng ta hãy bắt đầu từ Vin trước nhé. Mình giới thiệu một chút về Vin để mọi người có hình dung cơ bản về công ty này trước. Ok, thì ở Việt Nam, Vin là doanh nghiệp lớn nhất trong khối kinh tế tư nhân. Nếu tính tất cả các doanh nghiệp tại Việt Nam thì theo bảng xếp hạng VNR500 mà chúng ta thường thấy trên TV hàng năm ấy, thì Vin đứng thứ 6. Đó là tại vì là Vin đứng sau 5 doanh nghiệp lớn khác, đó là Samsung Electronics Việt Nam tại Thái Nguyên này, sau Viettel này, sau tập đoàn điện lực Việt Nam EVN này, sau tập đoàn xăng dầu Petrolimex này, và sau tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam. Còn trong khối tư nhân thì Vin là doanh nghiệp lớn nhất rồi. Sau Vin là có thể kể đến như Thế Giới Di Động hay là Vinamilk. Đó. Còn trên thế giới thì Vin, quy mô của Vin như thế nào? Mọi người có băn khoăn không? Liệu Vin có phải là một doanh nghiệp lớn hay chỉ là một doanh nghiệp trung bình hay chỉ là một doanh nghiệp rất là nhỏ thôi? Thì trong video này mình sẽ nói một chút, mọi người cùng hiểu nha. Lát nữa khi mà hạ xuống độ cao thấp hơn, mình sẽ giới thiệu khu đô thị này chi tiết hơn cho mọi người cùng biết nha. Rồi, chúng ta tiếp tục với Vingroup. Thì mình sẽ dùng cái bảng xếp hạng Forbes Global 2000, bảng xếp hạng rất là nổi tiếng và uy tín nhất thế giới, để mà so sánh về quy mô của Vin so với các công ty khác trên thế giới. Thì hiện tại theo xếp hạng của Forbes thì Vin đứng thứ 1534, nghĩa là ở vị trí khoảng độ 3/4 của bảng xếp hạng. Và họ cũng đang xếp Vin trong cái ngành xây dựng. Có lẽ là do là hiện tại thì bất động sản xây dựng vẫn đang là cái mảng mà đóng góp chính doanh thu và lợi nhuận của Vin, nên là họ vẫn đang xếp Vin trong ngành xây dựng này. Flycam của mình gần lên độ cao 500m rồi mọi người nha. Mọi người có thể nhìn khu đô thị ở trên cao, nó rất là rộng, nó rộng gần bằng Hồ Tây cơ. Thì lát nữa mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn. Ok, tiếp tục với Vin này. Trong bảng xếp hạng của Forbes ấy, thì họ xếp hạng những công ty đại chúng thôi, chứ họ không xếp hạng những công ty mà chưa lên sàn chứng khoán. Ví dụ như là Viettel hay là tập đoàn điện lực mà chưa lên sàn thì họ cũng không xếp hạng trong bảng này. Đó. Đây, flycam đã đạt độ cao 500m rồi, mọi người hãy cùng ngắm từ trên cao nhé. Okay. Cái bảng xếp hạng của Forbes thì mình thấy là nó khá là tương đối, tại vì là họ xếp Vietcombank, ngân hàng ngoại thương của chúng ta ấy,
và thứ 937, một thứ hạng rất cao. Bởi vì là thứ 937 là cái thứ hạng nổi trên của bảng xếp hạng, và nó cao hơn cả những thêm thương hiệu tên tuổi toàn cầu như là Isuzu này, Isuzu Moto này, hay là Mazda này, hay là Mitsubishi Moto này, hay là hãng Sharp của Nhật này, hay là hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines này. Đó. Và họ xếp Vietcombank cao hơn Vin và BIDV những 500 hay 600 bậc cơ. Đấy, trong khi tại Việt Nam thì chúng ta thấy cái bảng xếp hạng VNR500 mà chúng ta nghe thấy hàng năm ở Việt Nam ấy, thì Vietcombank lại xếp thứ 15 sau Vin khoảng độ 9 bậc. Theo thông tin mình đọc trên website của Forbes thì họ xếp hạng doanh nghiệp dựa vào 4 tiêu chí là doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản và thứ tư là vốn hóa thị trường. Và họ có ghi là cái trọng số của 4 tiêu chí này là ngang nhau. Mình sẽ để link ở phần mô tả để mọi người cùng tìm hiểu nhá. Rồi, Flycam lại bay đến vị trí của đảo Vinuni để mọi người xem kỹ hơn nha. Mọi người cứ ngắm khu đô thị này trong lúc mình đang nói về Vin nha. Lát nữa mình sẽ giới thiệu cụ thể hơn về khu này tiếp. Trong bảng xếp hạng này thì Việt Nam có 4 doanh nghiệp là trong bảng xếp hạng là Vietcom, BIDV, Vin và Vietinbank. Thì Vietcombank là thứ hạng cao nhất, thứ 937 đấy. Sau đó là BIDV và Vin và cuối cùng là Vietinbank. Đấy. Vì là nó rất tương đối nên là bây giờ thì mình sẽ so sánh từng tiêu chí một riêng lẻ. Như mình nói lúc nãy thì bảng xếp hạng này chỉ xếp hạng những doanh nghiệp đã lên sàn. Còn những doanh nghiệp không lên sàn như Viettel hay EVN thì họ không xếp vào đây. Nhưng mà nếu Viettel mà được xếp vào đây thì mình nghĩ Viettel sẽ nằm đâu đó cho khoảng vị trí 5-600. Rồi, mình sẽ so sánh từng tiêu chí riêng lẻ một để mọi người hình dung xem quy mô của Vin như thế nào nhá. Mình sẽ so sánh với doanh thu trước này. Mặc dù cái việc so sánh này nó khá là hợp hiễng bởi vì mỗi ngành nó có một cái đặc thù riêng. Ví dụ như ngành ngân hàng thì thường sẽ có cái doanh thu là cao hơn những ngành khác hay tổng tài sản cao hơn những ngành khác. Rồi chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem doanh thu của Vin so với các doanh nghiệp lớn trên thế giới như thế nào nha. Trước khi bắt đầu thì mình muốn các bạn hình dung là 1 tỷ USD, 1 tỷ đô la Mỹ nó lớn như thế nào. Ví dụ như là bạn có 1 tỷ đô này và bạn mua mỗi ngày một chiếc Camry. Mỗi ngày bạn mua một chiếc Camry hoặc một chiếc VinFast Lux A mới hả? Thì bạn sẽ 63 năm bạn mới tiêu hết số tiền đấy. Hay ví dụ như là bạn có một nhà hàng bia rất đông khách, ví dụ như bia Hải Sòng, Phan Kế Bính chẳng hạn, đông nghịt như kiểu thời trước Covid. Mỗi ngày bạn kiếm được 1 tỷ đồng thì bạn cũng phải làm việc đến 63 năm thì bạn mới tích lũy được 1 tỷ đô. Đó. Đây là một ví dụ vui thôi để bạn hiểu được 1 tỷ đô nó to như thế nào. Ok, thì doanh thu của Vin. Trước hết mình muốn nói về quy mô GDP của Việt Nam đã. Như trong video trước về video bằng tiếng Anh của mình thì các bạn đã biết là GDP Việt Nam năm 2019 khoảng 262 tỷ đô và xếp khoảng thứ 44 thế giới. Thì hiện nay nếu mà chúng ta xem trên Forbes thì chúng ta thấy là có 10 công ty có doanh thu năm 2019 lớn hơn cả GDP của Việt Nam cơ. Ví dụ như là Apple doanh thu khoảng 268 tỷ, lớn hơn ta khoảng 6 tỷ. Hay là Amazon doanh thu 296 tỷ, lớn hơn ta những 34 tỷ. Hay là một thương hiệu rất là gần gũi đó là Toyota, doanh thu của họ cũng đến 280 tỷ, lớn hơn ta 20 tỷ đô la Mỹ. Là hãng xe Volkswagen của Đức, hãng này cũng doanh thu cực khủng là 275 tỷ, cũng hơn GDP của ta năm 2019 khoảng chục tỷ. Thì Volkswagen ở Việt Nam thì mình ít gặp, tại vì thị phần của họ ở Việt Nam không lớn, nhưng mà ở Trung Quốc thì họ cực mạnh. Mạnh như Toyota ở Việt Nam trước những năm 2010 vậy, khi mà ở Việt Nam Kia và Hyundai còn chưa mạnh. Rồi, nói đến đây thì mọi người cũng đừng buồn nhé, tại vì trên thế giới thì chỉ có 10 công ty là có doanh thu cao hơn GDP của Việt Nam thôi. Còn lại các công ty khác đều có doanh thu nhỏ hơn GDP của nước ta cả. Với lại Việt Nam cũng xếp thứ 44 thế giới về GDP. Thế nên là còn khoảng 140 hay 150 nước khác cũng có GDP nhỏ hơn 10 công ty kia nữa đúng không? Đó. Ok, đó là so sánh nhanh về quy mô kinh tế Việt Nam thôi, một so sánh vui thôi. Còn tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về Vin này. Đấy, trong lúc các bạn vẫn ngắm khu đô thị này, ngắm trường đại học Vinuni thì mình sẽ nói về Vin trước, sau đó mình sẽ nói về khu này sau nhá. Năm 2019 thì doanh thu của Vin là khoảng 5,6 tỷ đô. Đấy. Bằng khoảng 2,1% GDP của Việt Nam. Nếu so với năm doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam thì doanh thu của Vin cũng nhỏ hơn khá đấy. Ví dụ như Viettel chẳng hạn thì doanh thu của họ khoảng 11 tỷ đô, gấp đôi của Vin. Hay là tập đoàn điện lực chẳng hạn, họ bán cái điện cho gần 100 triệu dân Việt Nam. Doanh thu của họ năm 2019 cũng khoảng độ 17 tỷ đô, gấp 3 lần của Vin. Và khi nào mà tăng cái điện nữa thì doanh thu còn khủng nữa. Đấy. Doanh nghiệp Việt Nam mà có doanh thu khủng nhất năm 2019 là tập đoàn dầu khí quốc gia Petro Việt Nam, trụ sở ở Láng Hạ đấy. Thì họ có doanh thu năm 2019 khoảng gần 30 tỷ đô.
thì mức doanh thu này tương đương với một số công ty toàn cầu rất lớn, ví dụ như Mazda hay là Toshiba, doanh thu 32 tỷ, hay là hãng xe Subaru cũng tầm 30 tỷ, hay là hãng Xiaomi của Trung Quốc cũng 30 tỷ, hay là hãng ABB mà cung cấp 1.200 robot cho nhà máy của VinFast ấy, thì họ cũng doanh thu khoảng 28 tỷ đô, hay là hãng bia Heineken hay là cà phê Starbucks cũng doanh thu khoảng 27 tỷ đô, cũng xem với lại Petro Việt Nam. Tất nhiên đây là chỉ là so sánh vui về con số thôi, tại vì sự so sánh này nó khá là khập khiễng vì là toàn là những ngành nghề khác nhau cả, đúng không? Mình chỉ đưa ra con số để mọi người có cái hình dung chung chung thôi. Ok, thì vậy thì doanh thu của Vin là 5,6 tỷ đô này, là doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất trong khối kinh tế tư nhân của Việt Nam, nhưng mà cũng nhỏ hơn những đại gia doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam như Viettel hay EVN. Còn so với một số công ty thế giới thì mình sẽ có so với quy mô doanh thu của Vin nhé. Có một số doanh nghiệp lớn trên thế giới có cùng mức doanh thu với lại Vin, xem như Vin, ví dụ như là hãng Pirelli, hãng sản xuất lốp rất nổi tiếng mà mọi người thường thấy lốp của họ trên xe F1 ấy, hoặc là logo của họ trên xe F1 như ở đây, như hình đây. Doanh thu của họ khoảng độ 6 tỷ đô và họ xếp thứ 1891, nghĩa là sau Vin khoảng độ 350 bậc, mặc dù họ có doanh thu lớn hơn một chút. Chúng ta hay chơi game FIFA Online thì các bạn biết là hãng sở hữu của game này là Electronic Arts của Mỹ. Hãng này có doanh thu khoảng 5,3 tỷ đô, nhỏ hơn Vin một xíu, nhưng mà họ có tỷ suất lợi nhuận rất lớn, khoảng độ hơn 50% cơ. Nên là Forbes lại xếp hạng hãng này ở bậc 849, một thứ hạng cực cao với một doanh nghiệp có doanh thu khoảng độ 5,5 tỷ đô thôi. Một doanh nghiệp khác có quy mô doanh thu xem Vin đó là Western Union, mà chúng ta hay thấy ở Việt Nam họ có dịch vụ chuyển tiền ấy, thì họ có doanh thu của họ là khoảng 5,3 tỷ đô, thấp hơn Vin một xíu. Rồi một thương hiệu khác mà mình cũng hay gặp đó là cái Omron của Nhật Bản, mà thay thế trên máy đo áp Omron này hay là máy đo nhiệt độ Omron này, thì hãng đó cũng doanh thu khoảng độ 6,2 tỷ đô, lớn đi một xíu. Đấy. Thì qua cái sự so sánh này thì mọi người cũng thấy là Vin cũng còn đang rất nhỏ so với những doanh nghiệp lớn trên thế giới, nhưng mà cũng không phải là mức quá nhỏ, bởi vì nó cũng có doanh thu tương đương với một số doanh nghiệp đa quốc gia lớn mà mình đã kể ở trên, như là Omron hay là Western Union hay là Pirelli. Và theo quan điểm của mình thì cái vị trí 1534 ở khoảng 3/4 của bảng xếp hạng cũng là một cái thứ hạng hợp lý. Rồi, nói đến đây thì phân tích về Vin cũng đã khá là dài rồi. Và mình sẽ có một video khác để so sánh sâu hơn về cả 4 tiêu chí xếp hạng doanh nghiệp của Forbes, đó là doanh thu này, lợi nhuận này, tổng tài sản này và vốn hóa thị trường của doanh nghiệp, để mọi người hình dung quy mô của Vin so với thế giới như thế nào nhá. Liệu người khổng lồ Vin ở Việt Nam có phải là một người tí hon trên thế giới hay không? Thì mọi người hãy cùng đón xem nhé. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt đầu giới thiệu về khu đô thị Vinhome Ocean Park này. Khu đô thị này thì như mình nói phần đầu video là có diện tích gần bằng Hồ Tây. Nó kém Hồ Tây khoảng độ 80 hectare thôi. Và nó lớn hơn khoảng độ 20% so với cái công viên Central Park khổng lồ ở thành phố New York, nước Mỹ. Công viên đó rất là nổi tiếng ở Mỹ. Và cái vốn đầu tư của khu đô thị này cũng rất lớn, lên đến khoảng 3,7 tỷ đô la Mỹ. Như nãy mình có lấy hai ví dụ để các bạn hình dung là 1 tỷ đô nó to như thế nào, đúng không? Thì số tiền 3,7 tỷ đô này đủ để xây dựng cả hai tuyến đường sắt đô thị là tuyến Metro Mới Thành Suối Tiên và tuyến Metro Nhổn Ga Hà Nội cộng lại. Đấy. Và các bạn có biết cái tòa tháp cao nhất thế giới 160 tầng ở Dubai không? Tòa Burj Khalifa ấy. Thì tòa đó, chi phí xây dựng của tòa đó là 1,5 tỷ đô. Nghĩa là với số tiền 3,7 tỷ đô ở đây thì Vin có thể xây được 2,5 tòa tháp Burj Khalifa cao nhất thế giới đó, 2 tòa rưỡi của tòa cao nhất thế giới. Đấy, đó là một ví dụ view như vậy để các bạn hình dung được quy mô đầu tư của dự án này khủng như thế nào thôi. Cái khu đô thị này thì nó khá là xa trung tâm Hà Nội. Hôm đó mình đi từ Mỹ Đình, đi đường vành đai 3 trên cao rồi qua cầu Thanh Trì mà cũng phải mất phải đến 30 phút mới đi đến nơi. Khi đi trên cầu Thanh Trì mà nhìn qua bên khu này thì thấy rất là hoành tráng các bạn, bởi vì các bạn tưởng tượng là cùng một có 30 tòa chung cư xây cao tầng đã đứng sát cạnh nhau. Đấy. Đứng cạnh nhau thế và nhìn từ xa nó rất là sừng sững, rất là hoành tráng luôn khi nhìn từ cầu Thanh Trì. Khu này tuy xa và cũng mới bàn giao căn hộ cho những cư dân đầu tiên từ vài tháng trước thôi, nhưng hiện nay đã có rất đông người đến ở rồi. Buổi chiều hôm mình quay video đến thì đã thấy công viên ở khu này có rất nhiều trẻ con và các gia đình vào công viên đi chơi, đi dạo và thể thao trong này, chứng tỏ là sức hút của khu này rất là lớn, bởi vì nó có cực kỳ nhiều những tiện ích mà rất là hiếm nơi ở Việt Nam có được. Chính vì nó ở khá sát trung tâm thì cũng là một cái điểm lợi thế về không gian, tại vì nó khá là thoáng, nó tách ra khỏi thành phố ồn ào và xô bồ, giống như một cái ốc đảo vậy. Trước mặt các bạn đang là hồ lớn trung tâm rộng 24,5 hectare. Diện tích này là rộng gấp đôi Hồ Gươm.
và hồ này được xây dựng trong thời gian ngắn kỷ lục là 70 ngày. Các nhà thầu đã phải hoạt động hết công suất 24/24 để đạt được tiến độ này của Vingroup. Bên cạnh hồ lớn này chính là một hồ nhỏ hơn, hồ nước mặn, như các bạn thấy ở phía trên bên cạnh đó chính là hồ 6,1 ha rộng một nửa hồ Gươm. Hồ này được thiết kế bởi tập đoàn Crystal Lagoon, một tập đoàn chuyên thiết kế hồ biển hồ nhân tạo, và họ đã thiết kế cả biển hồ ở Dubai cơ, rất là hoành tráng. Sau khi hồ lớn được khánh thành vào tháng 5 năm 2019 thì Vin đã thả khoảng 50 tấn cá ở đây để phục vụ cư dân có nhu cầu đi câu. Mình cũng băn khoăn không biết là giá câu ở đây là bao nhiêu nhỉ? Mọi người ai có thông tin thì comment để chúng ta cùng biết nhé. Và Vin họ cũng rất chịu chơi khi mà tổ chức 10 show ca nhạc trong 10 ngày cuối tuần liên tiếp từ khi khánh thành hồ này, và mời các ca sĩ rất nổi tiếng như là Hồng Hà này, Lưu Phúc Thịnh này, Diva Hồng Nhung này, hay cả Tùng Dương nữa. Các show này tổ chức rất là hoành tráng với sân khấu là nổi trên mặt hồ luôn. Năm ngoái mình có dịp xem một show ở đây với ca sĩ Thu Phương hát bài hit của chị là bài Chưa Bao Giờ, nghe rất là hay. Cả hai hồ này đều có cát trắng mang từ Nha Trang về làm trải lên bờ và trồng dừa nữa. Nhìn y như biển thật vậy, tại vì là họ làm cái bờ này rộng đến 35m. Ban đầu thì họ quy hoạch 15m thôi, nhưng sau đó thực tế thì họ đã mở rộng đến 35m cho nó giống biển thật. Trong cái buổi quay video này thì mình lại chưa có gì vào tận nơi để quay cho mọi người xem, bởi vì là hôm đó thì bảo vệ cho cư dân vào thôi, người ngoài thì họ chưa cho vào. Mình có ảnh chụp từ năm ngoái cho mọi người xem nhé. Rồi như các bạn thấy thì xung quanh hồ rất là nhiều căn biệt thự. Theo quy hoạch thì khu này có tổng cộng đến 2.400 căn biệt thự, rồi các hình thức như là đơn lập, song lập, liền kề hay là shop house. Một số lượng căn hộ rất là khủng phải không? Tất nhiên là căn hộ đây phải là căn hộ triệu đô rồi, rất là đẳng cấp. Rồi sang phía bên kia của khu đô thị thì chúng ta sẽ chủ yếu gặp là các tòa nhà cao tầng, chung cư cao tầng. Thì khu này có quy hoạch là 66 tòa với tổng cộng là 44.000 căn hộ. Trong 66 tòa thì hiện nay thì đã xây được khoảng 30 tòa rồi. Rất nhiều tòa đã hoàn thành, đa số đều đã cất nóc và hoàn thành hết rồi và có cư dân ở tương đối. Đấy. Nên là nhìn từ xa, khi mà các bạn nhìn từ cầu Thanh Trì, nó là một khu rất là hoành tráng. Các tòa này thì cao khoảng độ từ 23 đến 26 tầng và 44.000 căn hộ cho tổng cộng 66 tòa, tương khoảng độ 6-700 căn một tòa, hay là tương đương với lại khoảng độ 25 căn hộ cho một tầng. Rồi phía bên ngoài kia, phía bên ngoài sát đường cao tốc 5B chính là tòa văn phòng của VinFast, tòa nhà có cần cầu đang xây đây. Tòa này thì là cao đến 45 tầng theo quy hoạch và có 3 tầng hầm và dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm 2021. Thời điểm đó cũng sẽ là thời điểm mà tổ chức giải đua xe F1 tại Mỹ Đình. Hy vọng là năm tới chúng ta sẽ được xem F1 cách hoàn chỉnh chứ không như năm nay, phải không các bạn? Rồi đến đây video cũng khá là dài rồi, rất cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe, xem video. Rồi trước khi kết thúc thì mình muốn cho mọi người xem lại góc cây rất đẹp của khu đô thị này nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều, rất là mong họ nhận được những góp ý của mọi người để mình hoàn thiện hơn những video tiếp theo nhá. Cảm ơn cả nhà, bye bye.